Chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi giới thiệu lại cái thang máy 3 tầng để đáp ứng một số thắc mắc của một vài người về vấn đề vận hành. Thì lệnh thì vẫn là những cái tập lệnh đã viết rồi. Nay nhắc lại thôi. Chẳng hạn như cái hàng thứ nhất này á, thì mình cái lệnh này mình gọi là cái lệnh để gọi tầng. Đây là lệnh gọi tầng 1. Và mình nhờ cái đèn I21 này nó báo, tức là khi thang đang thi hành cái lệnh tầng 1 thì cái đèn này báo. Rồi tương tự như vậy, đây là lệnh gọi tầng 2 là I22 và cái lệnh gọi tầng 3 là I23. Rồi và nhờ chính những cái tập lệnh gọi tầng này á, thì mình sẽ điều khiển logic hai mức là M0 và M1, tức là mình phải dùng hai cái relay trung gian chính cái M0 và M1, nó sẽ giải quyết cái thắc mắc của một số người. Vì vấn đề là khi mình bấm có thể nói là mình bấm lúc tầng 2, tầng 3 rồi lại bấm tầng 1 á, thì chính cái hai cái relay trung gian này sẽ giải quyết cái quyền ưu tiên đi lên hay là đi xuống. Và lát nữa thì khi cho chạy mình sẽ thấy cái tập lệnh nó thi hành như thế nào. Và lúc đó mình mới đưa cái M0, M1 là M0 thì cho chiều lên và M1 cho chiều xuống. Và M0 ở đây thì nó sẽ đưa ra I2 là thang đi lên và M1 là thang đi xuống. Và mình lưu ý ở chỗ I2, I3 đó là hai cái ở trong thực tế nó là hai cái relay để cho động cơ đảo chiều, một cái chiều lên là I2 và động cơ I3 là động cơ chiều xuống. Và hai cái này đều bị khống chế bởi một cái relay trung gian M2 và nó đều nằm trên trên. Vậy ra bất kỳ chiều lên hay chiều xuống thì cũng đều bị dừng tạm thời, và lúc đó mình sẽ cài một cái relay thời gian để nó bắt phải dừng tầng đó. Và chính lý do đó và cái ưu tiên của tầng lên hay tầng xuống vẫn được giữ nguyên, tức là cái lệnh M0 và M1 này nó loại trừ lẫn nhau. Nếu nó đang ở M0 thì nó vẫn giữ quyền. Đó là lý do mình không bao giờ sợ là như câu hỏi nhiều người thắc mắc. Và cuối cùng ở dưới này thì mình có hai cái lệnh. Ở đây mình giả định là cho cái thang nó sẽ xoay ngang, thì thang xoay ngang nó có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là nó đang ở tầng nào mà cái người gọi thang thì ở ngay tầng đó, thì như vậy ở đây là như người ở tầng 1 thì nhấn cái nút tầng 1 thì như vậy là cái thang nó sẽ mở cửa ra. Thì ở đây mình dùng cái trong cái mô hình mô phỏng đây mình dùng cái I4, tức là cái thang nó sẽ xoay ngang qua, mình tưởng tượng giống như cái cửa mở. Và mình chỉ định thì nó có 2,5 giây thôi. Trong khi đó mình cũng vẫn dùng một cái relay trung gian, cái lệnh mà cảnh xung dương của M2, tức là cái lệnh này á, nó thi hành bởi những cái điều kiện như sau. Tức là khi có lệnh gọi tầng 1 và đến ngay tầng 1. Và đương nhiên hai điều này không bao giờ xảy ra một lúc, thì trước mình đã nói rồi nhưng mà đây nó nhắc lại. Thành ra lúc này mình sẽ dùng cái cảnh xung âm của cái lệnh gọi tầng 1. Và tương tự đây là cảnh xung âm lệnh gọi tầng 2 và cảnh xung âm lệnh gọi tầng 3. Và nhờ cái relay trung gian M2 giữ lại. Và thời gian lúc này mình bắt dừng tầng đó, thì nó trong vòng là 3 giây. Rồi bây giờ vậy thì giờ mình sẽ để cho nó thấy hoạt động thì mình sẽ kéo lên ở chỗ này. Chỗ này làm sao mình thấy M0, đây M0, M1, I2 và I3 thì nó sẽ giải thích và giải quyết được vấn đề mà một số người thắc mắc. Bây giờ cụ thể thang đang ở tầng 1, mình sẽ nhấn liền tầng 2 và nhấn lên tầng 3 và ngay lập tức mình nhấn về tầng 1 và mình xem như thế nào. Và như vậy rõ ràng thang vẫn phải đi lên tầng 3 theo đúng chiều ưu tiên đi lên và sau đó mới trả xuống cho tầng 1 cái lệnh xong. Rồi bây giờ xong cái chiều lên, bây giờ mình lại giả định cho thang đang ở trên. Đó, thang đang ở trên tầng 3. Mà bây giờ sẽ có người gọi liền lập tức là xuống tầng 2, xuống tầng 1, rồi có người gọi liền tầng 3. Vậy là mọi người thấy cái đèn này nó đang hiện lên, nhưng mà rõ ràng nó đang ưu tiên chiều xuống thì nó sẽ ưu tiên chiều xuống. Và cái lệnh gọi tầng 3 vẫn được thi hành sau cùng. Và vì bên đấy đang nói ở trên cái hình thì mình lại không thấy ở đây. Bây giờ quay trở lại cái hình này, giờ đang ở trên. Đây mọi người lưu ý nha. Đây, bây giờ mình đang bấm ưu tiên đi xuống, tức là nó sẽ xuống tầng 2 và xuống tầng 1. Thì đây là xuống tầng 2 này, xuống tầng 1 này, và I3 này. Mình bấm tầng lên này, là tầng ấy. Thì cái lệnh gọi lên không bao giờ được thi hành, vì lúc này cái quyền này, relay trung gian M1 nó đã làm việc đó, nó giữ cái trạng thái là đi xuống trước rồi sau đó mới trả đi lên.
À, như vậy thì hy vọng cái phần trình bày vừa rồi thì mọi người cũng đã thấy được cái logic của cái mạch điện, và chỉ cần lưu ý là mình chỉ cần đặt thêm một cái, tức là mình gắn thêm một cái M0 và M1, chứ không nên xuất trực tiếp cái logic cho ra I2 và I3 để đi lên để đi xuống. Thì nếu mình xuất thẳng như vậy thì chính cái điều đó nó sẽ xảy ra tình huống mà mọi người đang lo lắng, thì nhờ các em mà không về 11 ở đây giải quyết vấn đề. Phần trình bày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.